Xin chào các bạn, mình là T. Thì hôm nay mình sẽ bắt đầu unbox một slogan mới nha. Hôm nay mới có slogan về. Thì đây là I Dare You slogan. Thì I Dare You là tên của Master. Đây là một chị không phải là quá lớn, nhưng mà do cái slogan này nó đẹp nên là mình mua. Thì ở đây ghi là My Super JK, ở dưới là I Dare You 2018 Cheering Kit. Thì đây là Master nè. Thì mình sẽ để link của Master ở dưới. Thì đây là một cái zipper bag màu trắng. Xếp này bao nhiêu tiền thì mình quên rồi, mình sẽ để chi tiết sau nha. Nhớ vào description box để coi. Đây là zipper bag. Rồi chi tiết nha. Thì đây là một cái vạt trong xinh nè, nhưng mình chưa bao giờ mua của chị này. Có cái nơi dễ thương. Đây là hồi concert bên Taiwan, Đài Loan á. Chị khi mới nhận tóc đỏ. Rồi tiếp theo đây là hai cái badge. Một cái là My Super JK. Đây là pin badge á. Thì ở đây nó có ghi I Dare You Pin Button Kit. Ở đây cũng vậy luôn, nhưng mà ở đây là nó ghi Directed by JK GCF Golden Closet Film with BTS. Thì đây là hai cái badge. Đây là sticker. Chị này design cũng dễ thương nhỉ. My Super JK. So show me, I show you. Đây là The Hand Magic Shop. Đây là Euphoria. Đây là Golden Closet Film. Cái này nhìn xinh nhỉ. Đằng sau nó như vậy. Rồi tiếp theo đây là photo card. Thì đây có một cái photo card trong. Photo card trong. Cái này nó hơi mỏng á mấy bạn. Nó hơi mỏng hơn photo card bình thường. Nó mỏng lắm luôn á. Nhưng mà được cái nó có lấp lánh kim tuyến không. Nó cũng không phải là kim tuyến. Hình như nó hơi kim tuyến chút xíu, nó lấp lánh này nè. Thì nó là photo card trong. Lần đầu tiên mình thấy photo card trong là dạng này á. Chất liệu này nè. Rồi, còn đây là photo card. Cái này là bằng giấy bình thường thôi, không phải là quá chất lượng như mình nghĩ. Đây, đằng sau ghi chữ bad boy. I dare you for JK. Trái tim đỏ gạch đen. Đằng sau giống nhau nha. Cái này chụp hình cũng được. Cái này hình kiểu nhìn real lắm luôn á. Không có quá hay là cái gì hết luôn á. Ồ, cái này dễ thương nè. Rồi, thì đây là 4 photo card giống nhau hết. Rồi, cuối cùng là slogan nha. Thì đây là reflection slogan. Mình biết cái hình này là hình gì. Rồi, đằng sau Yeon Jungkook. Nó màu đen đậm. À, lộn. Xanh đậm. I dare you. Bên đây for BTS JK. Rồi đằng trước. Đây. Cái này là slogan mà show app á. Công nhận ở đây không biết sao nha, nhưng mà cái bụng nhìn trắng lắm luôn mấy bạn. Bụng nhìn trắng lắm luôn á. Có thấy muối nhưng mà không nhiều. Đây là concept bên đây. Nhìn không có in lên hình, không có nhiều muối lắm. Rồi tới đây là hết. Đây là hết unboxing của mình rồi. Bye bye. Xin chào các bạn, mình là T. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục với một unboxing slogan nha. Thì có khi nào có slogan RM thì lần này mình sẽ unbox slogan RM nha. Hình như trước giờ mình chỉ mới unbox một slogan của RM thôi. Thì phải. Thì có một cái slogan màu tím, đằng sau cái chữ Army, xong rồi RM in đậm lên. Còn cái này là slogan của Athena. Thì đây là slogan RM. Thì khi chị này ra slogan thì hình như có 2-3 cái gì ấy, nhiều ver. Có ver màu trắng, xanh, ver này là màu đen. Và một cái nữa chị ấy đã từng ra rồi. Chị ấy bán thêm. Rồi mình chỉ mua được ver thôi. Ver gì mình quên luôn rồi. Hồi trước mình tính mua 2 ver luôn, nhưng mà lúc ấy không đủ tiền. Rồi còn về cái slogan này tên gì mình cũng quên luôn. Rồi giá bao nhiêu mình cũng quên luôn, mình sẽ để chi tiết sau hết nha. Thì
thì đây là badge. Athena là một chị mask khá nổi tiếng của em. Chị này có nhiều rumor tốt cũng có, rumor xấu cũng có. Người ta nói chị này học giỏi, học ở đâu Harvard, Oxford gì ấy. Nhưng mà cũng có nhiều tin đồn về chị này, mình không nhớ. Cái này là sticker nè, hai cái này là sticker. Cái này là giống như card thôi, hai mặt giống nhau, hai cái giống nhau luôn. Đây là có hai quạt trong, rất là xinh. Cái này cũng xinh luôn, cái này xinh lắm luôn này. Mình thích fan sign cho năm chuông này cực. Rồi, ngắn gọn vậy thôi. Rồi, đây là slogan, này là slogan nhập nha. Ở đằng sau cái kim năm chun có quyết, cái này là phải quyết rồi không ta? Không, cái này là pattern thôi. Nó là artist, cái này là slogan reflection. Đây, có gì chị? Số này khá mỏng, và khi nào mình sẽ để lên chị dưới description box. Còn đây là mặt đằng trước. Cái này là hồi Festa hay không? Là hồi Master ở bên Nhật. Rất là đẹp trai, nhìn như hoàng tử vậy. Thì khá là ít đồ nên là unboxing này sẽ rất là ngắn. Nên bye bye.